Thưa quý vị, kết hợp các mô hình dân vận khéo để phát triển kinh tế là chìa khóa giảm nghèo mà cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Xuyên Mộc luôn quan tâm thực hiện với nhiều hình thức. Qua đó, nhiều mô hình kinh tế đã hình thành và phát huy hiệu quả tích cực, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, tạo động lực để người dân nỗ lực phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao. Ghi nhận về các mô hình phát triển kinh tế từ dân vận khéo tại huyện Xuyên Mộc là nội dung được chuyển đến quý vị trong tiêu điểm chương trình trưa nay. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đầu năm 2024, Hội Nông dân xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc đã vận động người dân tham gia tổ ứng dụng thiết bị bay trong sản xuất nông nghiệp. Hiện tổ có 12 thành viên, vận hành 3 thiết bị bay để phun thuốc bảo vệ thực vật trên các loại cây ăn trái. Ngoài tiết kiệm thời gian, công sức, mô hình còn tránh tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật, từ đó bảo vệ sức khỏe của nông dân. Theo tính toán, mỗi lần ứng dụng, thiết bị bay phun được 3 hectare cây trồng, nông dân tiết kiệm được hơn 3 triệu đồng. Mình sẽ tiết kiệm được chi phí tiền thuê nhân công để phun thuốc. Mình sẽ phát triển được kinh tế của gia đình cao hơn, thu nhập nó sẽ ổn định hơn là thuê nhân công. Với những hiệu quả mang lại, mô hình thành lập tổ ứng dụng thiết bị bay trong sản xuất nông nghiệp đang được khối dân vận xã Tân Lâm nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới. Qua mô hình này thúc đẩy người dân phát triển cái kinh tế địa phương, ứng dụng khoa kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả trong tốt. Ngoài trồng trọt, thông qua công tác dân vận, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc còn thành lập nhiều chi tổ hội nuôi con đặc sản như nuôi gà trống thiến, heo rừng lai, nuôi ông vú, nuôi nai. Tại xã Phước Thuận, mô hình nuôi chồn hương thu hút 5 hộ gia đình tham gia với tổng đàn gần 200 con. Bình quân mỗi tháng, mỗi hộ bán từ 2 đến 3 cặp chồn hương giống với khoảng 10 triệu đồng trên một cặp, tạo thu nhập ổn định cho nông dân. Con chồn hương này là cái tiền mà để cho nó ăn thì nó lại ít, nhưng mà cái năng suất nó lại khá hơn, với lại cái công chăm sóc nó cũng không có bao nhiêu. Đó, là mình còn lợi dụng được cái thời gian mà ngày để mình làm việc khác nữa. Năm 2024, toàn huyện Xuyên Mộc có 342 mô hình dân vận khéo được đăng ký thực hiện. Trong đó, có 30 mô hình ở lĩnh vực kinh tế và hầu hết đều đạt hiệu quả cao. Những cái mô hình này thì trong năm tới, Ban dân vận huyện ủy sẽ có cái hướng dẫn cho các cái đơn vị học hỏi và có thể nhân rộng ra ở các cái địa phương. Tại vì nó đạt cái hiệu quả về kinh tế khá là cao, cải thiện được cái đời sống vật chất cho bà con nông dân của mình. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực kinh tế ở huyện Xuyên Mộc đã góp phần thiết thực vào thành quả giảm nghèo trên địa bàn. Đầu năm 2024, toàn huyện có 474 hộ nghèo theo chuẩn tỉnh, chiếm tỷ lệ 1,17%, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia. Dự kiến đến cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh giảm còn 0,82% so với tổng số hộ dân.